Tử vi tuổi Canh Dần 1950 tháng 7 âm lịch. Chào mừng quý gia chủ đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, tận hưởng cuộc sống bình yên bên người thân yêu. Có những người từ nhỏ đến lớn luôn gặp khó khăn, dù họ cố gắng cách mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói, khổ tận đáy con người, không ai giàu bà họ, cũng chẳng ai khổ ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định trong cuộc sống. Quan trọng, chúng ta luôn biết cố gắng với mục tiêu mà mình đã đặt ra, lạc quan, trân trọng cuộc sống hiện tại, thì sẽ đạt được những thành quả như bản thân mình mong muốn. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến quý gia chủ vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc của gia chủ Canh Dần sinh năm 1950. Tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu 2021, gia chủ Nhâm Dần sẽ gặp những chuyện gì tốt? Cần tránh mắc những sai lầm nào để cuộc sống nhẹ nhàng, tích cực? Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2021, tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Tháng 7 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 7, kết thúc vào ngày 30 tháng 7, từ ngày mùng 8 tháng 8 đến ngày mùng 6 tháng 9 dương lịch. Tháng Bình Thân nạp âm Sơn hạ hỏa, tháng Thân lục hợp tỵ, tam hợp tý, thiên thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ, tuyệt mão. Đối với người tuổi Canh Dần sinh năm 1950 trong tháng 7 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 9 tháng 7, tức ngày 16 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, Bình Thân. Ngày âm lịch 21 tháng 7, tức ngày 28 tháng 8 dương lịch, nạp giáp, Mậu Thân. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Canh Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Dần trong tháng 7 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày âm lịch 12 tháng 7, từ ngày 19 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Kỷ Hợi, nạp âm Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch 24 tháng 7, từ ngày 31 tháng 8 dương lịch, nạp giáp Tân Hợi, nạp âm Thoa Xuyến Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Khuyên gia chủ tuổi Canh Dần sinh năm 1950 sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Dần. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tử vi tuổi Canh Dần trong tháng 7 âm lịch năm 2021. Tháng Bình Thân, năm Tân Sửu. Người tuổi Canh Dần sinh năm 1950, mệnh Tùng Bách Mộc, gỗ cây tùng, là những người thích yên tĩnh, yêu cuộc sống gia đình đầm ấm, yên vui. Họ cũng là mẫu người của gia đình, đi đâu làm gì cũng hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để những người mình yêu thương được hạnh phúc. Nữ giới tuổi Canh Dần tính cách nhiệt tình, song nam giới lại có phần khác biệt, trong nóng, ngoài lạnh. Họ cũng có phần nữ tính, do dự không quyết đoán, bốc đồng, song không dám chịu trách nhiệm. Nữ giới là những người mạnh mẽ, khó có thể thao túng. Người tuổi Canh Dần luôn hiểu rõ những việc mình cần làm, tinh thần nghiêm túc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ hoàn thành công việc nơi công sở, chứ không mang về nhà. Căn nhà là thánh địa của gia đình, họ không muốn để công việc ảnh hưởng đến thời gian dành cho người thân. Vào tháng 7 âm lịch, người tuổi Canh Dần nhìn chung mọi phương diện đều bình ổn. Với những người còn đi làm, công việc có chiều hướng nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, với các gia chủ nên nhớ, ở độ tuổi này, sức khỏe là vấn đề đặt lên hàng đầu. Đừng quá nặng lòng với công việc mà quên việc chăm sóc bản thân, khám định kỳ. Đến khi có cơ sự gì thì nhiều tiền cũng không giải quyết được vấn đề. Tháng này cũng là tháng cô hồn nên gia chủ cần chú ý đi lại cẩn trọng,
tránh tai nạn bất ngờ sẽ rất khó hồi phục. Âm khí từ tháng cô hồn với xung khắc địa chi cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bản mệnh và gia đạo. Kinh dương kim gặp bính dương hỏa là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, gia chủ tuổi canh dần sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, như trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Để giúp gia chủ hóa giải những thị phi xui xẻo, giúp con đường công danh tài lộc thêm phần hanh thông rộng mở, quý gia chủ tuổi canh dần cần mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo làm vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Vật phẩm đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú theo độ tuổi của gia chủ canh dần, sinh năm 1950, để có thể phát huy được công năng phong thủy tốt nhất. Sự nghiệp của người tuổi canh dần. Trong tháng này, kinh phong thủy Gia Cát nhắc nhở tuổi canh dần cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bản mệnh đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Sự nghiệp của người tuổi này không có những bước tiến rõ ràng trong tháng này, vì hầu hết gia chủ đều đã nghỉ hưu hoặc đang dần rời xa công việc. Với những người đang làm việc, nhân duyên tốt, con giáp này được quý nhân chỉ lối dẫn đường, giảm bớt được vô khối những khúc đường vòng. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Tài lộc của tuổi canh dần. Xem tử vi tháng 7 năm 2021 âm lịch, tuổi canh dần không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Có quý nhân trợ giúp, chuyện làm ăn buôn bán của con giáp này tiến triển khá tốt, tìm được nhiều cơ hội phát triển. Vì vậy, bản mệnh cần phải tham gia nhiều vào các hoạt động tiệc tùng, xã giao nên chi tiêu tốn kém. Công việc phát triển ổn định nhưng chưa gặt hái được thành quả rõ ràng nên không có thêm các khoản thu nhập phụ. Chính vì vậy, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi canh dần, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Sức khỏe của người tuổi canh dần. Tình trạng sức khỏe của gia chủ có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều. Không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài, nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Năm nay không phải là một năm thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Nếu con cháu trong nhà bận rộn, không có thời gian chăm sóc, bổ bạn, mệnh chủ có thể tham gia các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình, tăng cường giao lưu với những người cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi canh dần hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ canh dần. Về tình duyên, bước sang tháng 7 năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho tuổi canh dần. Những người tuổi canh dần cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, bản mệnh có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc, gia chủ đã sống với nhau trọn đời, vì vậy biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung. Tháng 7 âm lịch, gia đình bản mệnh sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh,
tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Trên đây, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị về vận trình tháng 7 năm 2021 âm lịch của các gia chủ Canh Dần. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tranh cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi, những dự định công việc của quý vị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ Canh Dần trong tháng 7 âm lịch. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Chúc mọi người luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!